Chào các bạn, hôm nay mình có một cái chia sẻ muốn gửi tới các bạn đi các dòng xe Tega của Honda như là Lead, Vision, AB, SH, SH Mod. Hôm nay mình sẽ demo cái xe Vision này. Xe này là của bạn mình, một nữ ninja. Nhưng mà ninja này là do mình đào tạo, cho nên các bạn yên tâm, skill rất là tốt, không phải là hung thần xa lộ đâu. Thì trên những dòng xe Tega này, người ta trang bị hệ thống phanh là hệ thống phanh CBS. CBS là gì? CBS là viết tắt của cụm từ Compile Ray System. Dịch ra tức là hệ thống phanh kết hợp. Nó sẽ kết hợp cả phanh trước và phanh sau. Thì cái hệ thống phanh này nó có cấu tạo và hoạt động ra sao thì mình sẽ nói sơ để các bạn dễ hình dung và hiểu hơn. Thì từ phanh sau nè, tức là phanh bên trái, người ta sẽ có một hệ thống dây cáp, người ta nối từ phanh sau qua phanh trước. Mình sẽ cho các bạn xem dây cáp này. Đây nè. Đó, đây chính là cái hệ thống dây cáp đó. Thì khi mình chỉ bóp phanh sau thôi thì nó sẽ kéo theo hệ thống dây cáp này và kéo theo phanh trước. Giờ mình sẽ bóp phanh sau nè. Các bạn để ý cái sợi dây cáp này nha. Đó. Đó, các bạn thấy chưa? Thì khi mình chỉ bóp phanh sau thôi thì vẫn có một cái phần lực phân bổ qua phanh trước thông qua cái hệ thống dây cáp này, thì nó kết hợp cả hai bánh, nó phanh cả phanh trước và phanh sau luôn, thì rất là an toàn. Thì cái hệ thống này rất là hay cho các bạn, giúp ích rất là nhiều cho các bạn, đặc biệt là các bạn nữ chạy xe mà sợ bóp phanh trước, sợ bị trượt bánh trước, thì hệ thống này nó giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Nhưng cái hệ thống phanh này nó hay thì hay đó, nhưng mà nó cũng gây cho các bạn cái hiểu lầm. Thì cái hiểu lầm này ra sao? Thì mình cũng tải máy trên tay mình lại, mình thử bóp phanh của người ta thôi. Thì mình thấy đây, ví dụ như cái trường hợp này, mình thấy cái hành trình phanh này nó chạm vô cái cần này luôn, hầu như là mình không cảm nhận được cái lực của phanh sau. Nó rất là sâu và nhẹ hèo, không có một cái lực phanh gì hết. Thì mình mới hỏi bạn mình là tại sao mày thấy xe của mày không, phanh của mày không ăn mà mày vẫn nhắm chạy hay à? Thì bạn mình mới trả lời ngay, ủa phanh của tao vẫn ăn bình thường mà. Mình cũng hơi ngạc nhiên, nhưng một lúc sau mình hiểu ngay cái hiểu lầm ở đây là do cái hệ thống phanh CBS này. Thì khi các bạn bóp phanh sau như vậy, hầu như là phanh sau không có lực phanh gì hết, nhưng do hệ thống phanh CBS nó phân bổ một phần lực phanh từ phanh sau qua phanh trước. Thì khi các bạn bóp phanh sau như vậy thì xe của bạn vẫn bị ghì lại, vẫn ăn, nhưng ăn là ăn bánh trước thôi, phanh sau không hề có cái lực phanh. Thì cái trường hợp này rất là nguy hiểm. Khi các bạn phanh gấp thì rất là dễ bị trượt bánh trước, tại vì chỉ có một mình bánh trước hoạt động thôi và cái hiệu suất phanh không cao, rất là nguy hiểm. Thì các bạn nên lưu ý cái điều này. Thì giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách khắc phục. Cái cách này rất là đơn giản thôi, không cần phải ra tiệm, không cần phải bất cứ cái đồ nghề gì. Các bạn chỉ cần làm ở nhà. Thì đây, đây là cái cần phanh sau. Các bạn dùng tay trái, các bạn đẩy cái cần phanh này vào. Và tay phải các bạn vặn cái con núm chỉnh này, các bạn vặn vô nha. Vặn vô tức là tăng thắng. Đó, các bạn vặn vô. Rồi, vặn vô. Và là xong. Rồi các bạn kiểm tra lại tay phanh của các bạn. Rồi ok, vậy là được nè. Nhưng các bạn lưu ý nha, đối với hệ thống phanh CBS này, các bạn không nên tăng thắng sau á, mà nó căng quá. Ví dụ như khi các bạn bóp hết hành trình phanh mà nó chỉ đến đây thôi, thì nó rất là căng. Thì nó căng như vậy thì nó không đủ cái hành trình để nó kéo theo cái sợi dây cáp của phanh trước, thì cái hệ thống phanh CBS này nó không có đạt hiệu quả cao. Mà các bạn chỉ nên tăng làm sao khi các bạn bóp hết hành trình phanh, ví dụ như vậy, thì cái khoảng cách từ tay phanh đến tay cầm nó còn khoảng 1 đến 1,5 cm là đạt. Thì lúc này cái hành trình phanh nó vẫn đủ để kéo theo phanh trước, nhưng phanh sau vẫn ăn. Đó, các bạn lưu ý cái điều này. Rồi, video của mình chỉ có vậy thôi. Không tin các bạn thử kiểm tra xe của nhà mình mà xem. Mình đảm bảo có 10 người xem video này thì có khoảng 5 đến 6 bạn. Nếu mà có xe như các dòng xe mình vừa nói thì bị cái trường hợp này mình bắt gặp rất là nhiều rồi. Cho nên mình làm cái video này mục đích là để chia sẻ cho các bạn, giúp ích cho các bạn. Hy vọng sẽ
giúp cho các bạn chạy xe được an toàn hơn. Tại vì chạy xe mà hệ thống phanh của các bạn tốt thì rất là an toàn. Rồi thử ngay đi nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo nha. Bye bye.